Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp trong việc vận chuyển công dân sau thời gian cách ly từ Hà Nội về các địa phương. Từ sáng hôm nay mùng 3 tháng 4, Hà Nội đã bố trí hơn 100 xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội với sức chứa 60 người một xe. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức các chuyến xe đưa các công dân hết hạn cách ly tập trung từ Hà Nội về các địa phương phương tiện vận tải phải được khử khuẩn, hành khách trên xe phải bảo đảm yêu cầu phòng dịch theo đúng quy định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu lái xe phải đem theo công văn này và danh sách công dân hết hạn cách ly để xuất trình với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Công dân được vận chuyển phải mang theo giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly tập trung. Trong ngày hôm nay, 175 người hết hạn cách ly ở khu sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp và Trung tâm nghề Thành An, Binh đoàn 11 đi trên 16 phương tiện về các địa bàn Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang.